Một nghiên cứu của trường Đại học Harvard cho dù ăn uống lành mạnh nhưng nếu không ăn đúng bữa sẽ không hiệu quả cho lộ trình giảm cân. Áp dụng những khung giờ vàng ăn giảm cân dưới đây sẽ giúp hạn chế cân nặng, làm giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì và ổn định giấc ngủ. Từ 6 đến 7 giờ, thức dậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể sẽ cần bổ sung năng lượng. Trong khoảng thời gian 1 giờ sau khi dậy, dạ dày sẽ hoạt động mạnh để lấy thêm năng lượng cho cơ thể. Vì thế, bạn không ăn vào khoảng thời gian này, cơ thể sẽ phải đốt cháy lượng calo thừa và mỡ thừa tích tụ trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn từ 6 đến 7 giờ là thời điểm lý tưởng cho bữa ăn sáng. Ăn sớm vào khung giờ này và cố định sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn. Nghiên cứu cho thấy, thời điểm tốt nhất để ăn sáng là trong vòng 2 giờ đầu sau khi thức dậy. Ăn sáng sau khi thức dậy càng sớm thì càng tốt cho quá trình trao đổi chất của cơ thể và làm giảm đáng kể cảm giác đói và thèm ăn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khuyên mọi người nên hình thành thói quen ăn sáng theo giờ cố định để tạo thành phản xạ có điều kiện cho cơ thể. Ăn sáng trước 8 giờ sáng hoặc sau khi thức dậy 30 đến 60 phút là tốt nhất. Từ 12 giờ 30 đến 13 giờ. Thời điểm tốt nhất để ăn trưa giảm cân là từ 12 giờ 30 đến 13 giờ chiều. Nghiên cứu của tạp chí dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã theo sát gần 1.300 người ăn kiêng trong vòng 28 tuần và nhận ra rằng những người ăn bữa trưa sớm sẽ dễ thành công trong việc giảm cân. Còn theo nghiên cứu của tạp chí quốc tế về béo phì, người ăn kiêng sẽ giảm được số cân nặng ít hơn 25% nếu họ ăn trưa sau 15 giờ chiều. Do đó, dù bận rộn tới đâu, bạn cũng nhớ ăn trưa đúng giờ, bởi đây là mốc thời gian quan trọng quyết định có giảm được cân hay không. Nghiên cứu gần đây của Now Western Medicine cũng ủng hộ phương pháp này. Các chuyên gia cho biết, cần đảm bảo thời gian từ bữa trưa đến hai bữa sáng và tối là không quá 4 đến 5 tiếng. Các chuyên gia khuyên mọi người không nên bỏ bữa trưa dù lịch trình làm việc có bận rộn đến đâu. Thói quen xấu này có thể làm tăng cortisol, khiến mọi người cảm thấy căng thẳng và nóng giận. Nếu không thể ăn trưa, bạn có thể tiêu thụ một bữa nhẹ giàu protein, chẳng hạn một nắm hạnh nhân và một thanh protein hoặc loại sữa lắc ưa thích. Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ, ăn nhẹ là cách để bạn không ăn quá nhiều vào bữa chính. Tuy nhiên, khi ăn nhẹ vào bữa chiều, cần cố gắng lựa chọn các loại hạt Hoa quả hay sinh tố không đường để làm đầy bụng, giảm cảm giác thèm ăn. Từ 18 giờ đến 18 giờ 30. Lời khuyên cho những người đang có kế hoạch giảm cân là nên ăn một bữa tối nhẹ nhàng trước 19 giờ tối, vì đây là khung giờ ăn không béo. Thế nhưng, thời điểm ăn tối không quan trọng bằng việc bạn nhất định phải loại bỏ thói quen ăn vặt sau bữa tối. Ăn tối quá muộn có thể tăng vài cm vòng eo. Dùng bữa tối muộn và đi ngủ ngay có nguy cơ tích tụ chất béo vùng bụng. Nếu áp dụng đúng khung thời gian này, bạn có thể giảm được 244 calo mỗi ngày. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thói quen ăn tối sau 8 giờ có liên quan mật thiết đến tăng cân. Cụ thể, những người ăn tối muộn sau 8 giờ thường có xu hướng tiêu thụ nhiều calo hơn những người ăn sớm hơn. Lượng calo nạp vào này có thể dẫn đến tăng cân. Giờ ăn tối càng muộn, tỷ lệ béo phì, mắc các bệnh về chuyển hóa càng cao. Thậm chí, nếu bạn đang cố gắng giảm cân, bạn có thể ăn vào khoảng 5 giờ chiều.